Dạ vâng, em lo ô tô cũ Kinh Môn Hải Dương xin nhìn đi chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Và cảm ơn các bác đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt một thời gian qua. Và bác nào đã và đang quan tâm cũng xin các bác đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo, like kênh, chia sẻ giúp em để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em cập nhật thường xuyên trong ngày nhé. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì em lại quay cho các bác xem một cái mẫu xe, một cái mẫu xe rất là sang, Mercedes sản xuất năm 2004, E200, số tự động nhá, động cơ 1.8 thôi, nên là cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ở cái dòng xe này rồi. E200, số tự động, sản xuất năm 2004, máy 1.8. Em Giang giao bán với giá là 260 triệu đồng và giá trên có bao gồm phí hồ sơ vận chuyển toàn quốc nhé. Và xin xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Liên hệ với em qua số điện thoại 0976081699, em Loan. Để các bác có thể sở hữu cái mẫu xe này cũng như là chốt chiếc xe này giúp em nhé. Và sau đây em sẽ đi vào tổng thể cái phần ngoại thất cũng như nội thất của cái mẫu xe Mercedes E200 này, số tự động này cho các bác cùng xem nhé. Nói về tổng thành của chiếc xe này thì tổng thành chiếc xe này còn rất là đẹp. Một cái chiếc xe nhập khẩu của Đức nhá, một cái chiếc xe rất là đẹp và gầm bệ rất là chắc chắn, không hề nguyên tượng và mục mọt, và máy còn nguyên zin, nguyên bản của nhà sản xuất. Và nói chung ở chiếc xe này thì em đánh bóng rồi, chứ còn sơn tỉa đâu, chứ không hề hiện tượng là sơn phủ cả xe nhá, bác hoàn toàn yên tâm nhá. Và cái mẫu xe này không hề chạy dịch vụ gì rồi, nên là một cái mẫu xe rất là chất, mẫu xe rất là chất nhá. Xe được trang bị rất là nhiều cái tính năng an toàn và không phải chiếc xe nào cũng có, và chỉ riêng ở Mercedes mới có những cái tính năng an toàn này thôi. Đó là rất nhiều túi khí trên chiếc xe, 8 túi khí. Nói chung là phanh ABS 4 bánh và gương kính chỉnh điện tích hợp siêu nhân gương. Nói chung là một cái mẫu xe rất là phù hợp cho các bác với tầm tiền là 260 triệu đồng thôi. Thì chúng ta đã sở hữu cái mẫu xe mà cái mẫu xe nói chung là hạng sang nhá. Trước đây là cái mẫu xe này là chỉ sử dụng cho những người quan chức hoặc là cấp cao trong chính phủ nhà nước sử dụng cái mẫu xe này. Và bây giờ các bác nói chung là công nhân viên chức cũng có thể sở hữu cái mẫu xe này, chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. Mà chúng ta đi cái mẫu xe này cực kỳ là an toàn, cực kỳ an toàn cho bản thân và cho gia đình chúng ta nhé. Mà giá thì cũng chỉ bằng cái chiếc Moline đời 2014-2015 thôi, mà không thể an toàn bằng cái chiếc xe này, mà rất là sang nhé. Về tổng thành của cái chiếc xe này, đây, nói chung là xe của Đức, một cái form dáng xe cũng như là cái đồ đạc ấy rất là đẹp nha, và rất là bền bỉ theo thời gian. Một cái form dáng xe mà là một cái chức năng một cái xe rất hiện đại, trước đây nó là tiền tỷ các bác nhá. Và bây giờ nó chỉ là hơn 200 triệu thôi. Rất là nhiều các chức năng an toàn. Đó, thân vỏ thì em đã sơn tỉa rồi, về các bác để sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì nhá. Một cái mẫu xe cực kỳ là an toàn cho bản thân và cho gia đình. Đó. Và chúng ta đi nói chung là về nhà nước ấy, đi cái mẫu xe này rất là đẹp nhá. Rất là đẹp. Và lát nữa em sẽ đi vào cái phần nội thất của chiếc xe thì cho các bác cùng xem nhá. Đây, nói chung là ở cái mẫu xe này, đấy, la răng Đức nguyên bản của nó nhá. Đây sản xuất ạ. Mẹc E200 nhé, E200 không phải E280 đâu bác nhé. Đây là chủ xe họ dán cái logo thôi. Và đây nó là cái mẫu xe E200 các bác nhé. Đây là E200 sản xuất năm 2004, động cơ 1.8, 260 triệu thôi, bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Đó là cái tổng thành, cái thân vỏ của chiếc xe này. Nói chung cái dòng mẹc bên em bán rất là nhiều. Nên là các bác nào mà quan tâm đến cái dòng mẹc thì hãy nhấc máy alo nhé, cho em Loan 0976081699 và xem xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương. Và sau đây em sẽ đi vào cái nội thất nhé. Nội thất của cái mẫu xe mẹc này. Đây ạ. Một cái mẫu xe. Keo chỉ zin nhá. Và đi rất là sướng các bạn. Nói chung là đi rất là đầm xe và êm. Nói chung là tạo một cái cảm giác gì đó rất là sang nhá. Đây ạ, lỉ nguyên bản nhá, lỉ nguyên bản của nhà sản xuất này, lỉ nguyên bản, nốt lỉ đấy ạ.
rất là đẹp, cái bộ phận lót nỉ của chiếc xe rất là đẹp. Và chủ xe đã lót thêm một cái bộ lót sàn ở dưới và lại độn thêm một cái lót cao su ở trên nữa. Rất là cẩn thận, rất là cẩn thận nhá. Và xe này mang biển số Hà Nội nhá bác nhá. Bác nào khu vực Hà Nội cũng như khu vực Sài Gòn ấy, rất là tiện lợi cho cái việc sang tên đổi biển nha các bác nhá. Đây ạ, trần nỉ nói chung là rất sạch sẽ, okay, rất sạch sẽ cái mẫu xe này. Xe thì cũng chẳng chạy dịch vụ gì ở cái mẫu xe này rồi nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái độ bền của nó. Và đây là cái nội thất nguyên bản theo xe. Và qua thời gian thì cái nội thất không thể còn đẹp được. Và các bác có thể bỏ ra tầm hơn 2 triệu thôi, các bác bọc lại cái bộ ghế lái và ghế phụ thì nó sẽ tương hợp hơn cái độ cái hàng ghế sau. Và cái hàng ghế sau lát em sẽ quay cho các bác. Ghế sau rất là đẹp nhá, vì không có người sử dụng mấy. Đây ạ, đây qua 5 tháng sử dụng nhá. Nhưng chúng ta đổi lại, đây là cái bộ ghế da xịn. Ghế xịn các bác nhá, từ đời 2004 màu chiếc Mercedes, nhưng mà nó đã bị dạn nhưng không hề rách nha các bác nhá. Nó chỉ là có vết dạn chân chim thôi, dạn nha các bác nhá. Đây ạ, xe đầu đài nguyên bản nhá, đầu đài nguyên bản các bác nhá. Đó, chúng ta có thể về số D là đi thôi, rất là nhẹ nhàng, tạo một cái cảm giác gì đó rất là sang trọng, rất là sang trọng và lịch sự nhá. Ở cái mẫu xe này đó, thảm lót rất là đẹp nhá các bác nhá. Nói chung là chủ xe thì rất là giữ gìn ở cái mẫu xe này. Mặc dù nhiều bác cũng rất là thích sở hữu cái mẫu xe này nhưng cũng vẫn là băn khoăn cái đồ đạc của mẫu xe đấy ạ. Em xin nhắc lại là đồ đạc của mẫu xe rất là đắt, với cái dòng mẹc này rất là đắt, nhưng đổi lại chúng ta lại được sở hữu một cái mẫu xe rất là sang, rất là bền cũng như là rất là tiết rất là an toàn, rất là an toàn nhá. Nhưng mà nó cái đồ đạc của nó đắt nhưng nó rất là bền các bác nhá. Nếu các bác thay những cái đồ rẻ như là con vai ớt chẳng hạn, đồ thay cực là rẻ thật nhưng mà chúng ta thay nhiều đồ thì cũng cộng lại cũng sẽ bằng một cái con mẹc này. Nói chung là xe này em cam kết bác là không phải tự đâm đụng làm nước gì cả, rất là đẹp, rất là đẹp nhá. Em bán xe và rất là tự tin gửi xe vào trong khu vực miền Nam, vì xe em cam kết các bác là như thế nào em tả luôn, vì vào trong đấy nhá em vận chuyển xe rất là nhiều chứ không phải là không, khách phản hồi rất là tốt. Và đây có cái bộ phận nỉ này nó hơi bị bong ra một chút thì em có thể cái này lúc nào em sẽ vá vào sau. Còn này thì xe thì hoàn toàn nguyên bản nhá, và cửa giả của cái chiếc mẹc này nói chung là rất là chắc chắn. Chúng ta đóng mở cửa tạo một cái cảm giác gì đó rất là chắc, rất là chắc, không kể hiện tượng ọc ạch như những cái dòng xe khác đấy ạ các bác nhé. Rất là chắc chắn, đồ của Đức ạ, rất là chắc đó, rất là chắc chắn, không có hiện tượng chòng chành gì cả. Mọi chức năng của chiếc xe này không hề có hiện tượng lỗi, không hề có hiện tượng lỗi nha các bác nhá. Rất là đẹp, điều hòa rất là mát và máy chạy máy lổ cực êm, cực bốc. Đó, các bác quan tâm thì liên hệ với em nhé và xem xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương, 0976 081699, 0334 895 555, em Loan. Và đây là kính nguyên bản của nhà sản xuất nha các bác nhá. Này, kính nguyên bản này ạ. Nên là nó qua thời gian nó có hiện tượng dạn này, qua thời gian nó có hiện tượng dạn. Đây các bác nhá. Lắng gió nó vào nó dạn. Số tự động, động cơ 1.8 với giá bán là 260 triệu đồng, rất là đẹp phải không ạ? Vâng, đây là cái hệ thống máy móc của chiếc mẹc E nhé, mẹc E 200. Vâng, hệ thống máy của cái chiếc mẹc E 200 này nói chung là cũng còn rất là đẹp, không hề có hiện tượng là chạy con nó rất là đẹp.
có bác nào muốn biết rõ hơn chi tiết thì trên xe tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương nhé. Liên hệ bên con số điện thoại là 0976 08 1649 để đáp. Vâng, vừa rồi em đã quay cho các bác xem qua cái mẫu xe Mercedes E200 sản xuất năm 2004 với phiên bản số tự động, động cơ 1.8, 260 triệu. Thì các bác nếu mà ưng ý cái mẫu xe này thì em liên hệ với em nhé, 0976 08 1699. Và biển xe số Hà Nội nhé. Các bạn nào khu vực Hà Nội cũng như Sài Gòn rất là phù hợp với việc sang tên đổi biển. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những video tiếp theo.